Thông tin tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm, Võ Hạ Trâm sinh ngày 28 tháng 6 năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, Võ Hạ Trâm là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả Việt Nam, cô bắt đầu được công chúng biết tới khi giành giải nhất của cuộc thi ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 qua màn biểu diễn ca khúc quê tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Trước đó, cô còn giành các giải tưởng khác như Giải nhất tiếng hát măng non vào năm 2003, giải nhất cuộc thi tuổi đời mênh mông năm 2005 và giải nhất cuộc thi tiếng hát chú ve con năm 2006. Hiện nay, Võ Hạ Trâm là một cái tên nổi tiếng trong làng giải trí việt nam cô chọn cho mình dòng nhạc chính thống và đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không dính vào những tai tiếng ồn ào như những ca sĩ trẻ mới nổi khác hạ trâm đang dần dần xây dựng hình ảnh một ca sĩ dịu dàng thân thiện cởi mở và dễ gần trong lòng khán giả cô cũng thường xuất hiện trên các chương trình văn hóa hay các hoạt động từ thiện xã hội võ hạ Trâm cũng cho biết cô muốn xây dựng hình tượng từng bước một, tuy chậm mà chắc bà đặc biệt nói. Không với scandal, không chỉ là một nghệ sĩ được nhiều người ngưỡng mộ về tài năng lẫn nhan. Sắc võ họ châm còn được giới trẻ Việt ngưỡng mộ bởi cô có một tình yêu đẹp trước khi đi du học. Võ hạ châm từng chia sẻ về mối tình của cô và chàng nhiếp ảnh gia Đức Thịnh còn được gọi với cái tên khỉnh. Tuy nhiên, khi chương trình gương mặt thân quen mùa 4 chính thức đưa ra danh sách 6 thí sinh tham gia và trong đó có Võ Hạ Trâm, trong một cuộc giao lưu với phóng viên về việc tham gia, chương trình gương mặt thân quen, Hạ Trâm cũng đã chia sẻ về việc cô và bạn trai đã chia tay sau 2 Năm hẹn hò do nhiều bất đồng trong quan điểm sống trước thông tin này, nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối cho mối tình đẹp của cô và chúc cô sẽ thể hiện tốt trong chương trình và thật bất ngờ. Sau 12 tuần lên sóng của chương trình gương mặt thân quen mùa 4, Võ Hạ Trâm đã đi đến vòng chung kết cùng các thí sinh Hà Thúy Anh, Phan Ngọc Luân và Bạch Công Khanh trong đêm chung kết võ hạ. Trâm đã xuất sắc giành số điểm cao nhất và trở thành quán quân của chương trình, danh sách. Album của võ hạ Trâm, cuộc chiến với Trần Tinh OST xong.